Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ diễn ra trong 21 ngày, từ 20 tháng 10 đến 15 tháng 11. Hội thi nét đẹp phụ nữ Đắk Nông lần thứ tư năm 2022 Cảnh giác với các loại tội phạm trong mùa thu hoạch cà phê Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, 18 tháng 10. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung của chương trình. Theo Văn phòng Quốc hội, tổng thời gian làm việc của kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ diễn ra trong 21 ngày, khai mạc vào ngày 20 tháng 10 và bế mạc vào chiều ngày 15 tháng 11 với hình thức họp tập trung cả kỳ. Kỳ họp thứ tư là kỳ họp thường kỳ cuối năm với khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, thời gian họp đã được tiết giảm tối đa theo tinh thần, lấy chất lượng của kỳ họp làm chính và phấn đấu để tiết kiệm tối đa thời gian. Thời gian bố trí dành cho thảo luận về kinh tế xã hội khoảng 1,5 ngày, trong đó có bổ sung thảo luận về đánh giá, tổng kết nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh. Lần này, kỳ họp cũng tập trung thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Kỳ họp sẽ bố trí 2,5 ngày làm việc cho chất vấn và trả lời chất vấn. Công tác nhân sự sẽ ưu tiên dành thời gian vào đầu kỳ họp. Chỉ đạo tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức vào chiều hôm qua, 17 tháng 10. Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh nhấn mạnh: Chỉ còn hơn 70 ngày nữa, chúng ta sẽ kết thúc năm 2022, thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 các nhiệm vụ công việc được trung ương ban chấp hành đảng bộ tỉnh ban thường vụ tỉnh ủy giao hoặc yêu cầu nhưng chưa hoàn thành còn tồn đặng tập trung khẩn trương thực hiện sớm hoàn thành và đảm bảo chất lượng xây dựng nghị quyết chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 23 với tinh thần phấn đấu cao thiết thực hiệu quả khả thi hôm nay ngày 18 tháng 10 tại thành phố Gia Nghĩa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức hội thi nét đẹp phụ nữ Đắk Nông lần thứ tư năm 2022. Hội thi thu hút 21 thí sinh là hội viên các hội liên hiệp phụ nữ huyện, thành phố, chi hội các đơn vị vũ trang, sở ngành tham dự. Các thí sinh trải qua những phần thi như trình diễn áo dài và phần thi năng khiếu tự chọn. Ban tổ chức sẽ chấm chọn và trao giải cho các thí sinh có thành tích cao ở các phần thi. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Công an xã Trường Xuân huyện Đắc Song vừa vào cuộc điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng gồm 5 tên chuyên hái trộm cà phê của người dân. Hiện các đối tượng này đang bị tạm giữ để mở rộng điều tra. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang bước vào mùa thu hoạch cà phê năm 2022. Giai đoạn này, ở một số địa bàn thường xuất hiện các loại tội phạm nên người dân cần nâng cao cảnh giác. Không chỉ trộm cà phê, mùa hái cà phê cũng là dịp để các đối tượng trà trộn. Mỗi danh nghĩa làm công hái cà phê để tranh thủ những lúc người dân sơ hở nhằm trộm cắp tài sản hoặc hiện hiện các hành vi phạm tôi khác. Ngoài việc vào cuộc quyết liệt cầu công an, người dân cũng nên cảnh giác và đề phòng với các loại tội phạm. Thưa quý vị và các bạn, ít tháng nay, trên lòng hồ chứa nước Đắc Nờ Tinh, xã Quảng Sơn, huyện Đắc Gờ Long xuất hiện một số bè gỗ tự chế làm phương tiện qua lại. Các bè gỗ này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Dự án hồ chứa nước Đắc Nờ Tinh thuộc dự án chống biến đổi khí hậu của tỉnh Đắk Nông kỳ vọng sẽ tạo nguồn cấp nước cho khoảng 1.000 hecta, tạo điều kiện để người dân thâm canh tăng vụ. Thế nhưng lại đang gây khó khăn cho việc đi lại của người dân ở thượng nguồn khi hồ tích nước. Theo chủ đầu tư, dự án hiện chưa hoàn thành và chưa tiến hành tích nước. Việc ngập nước là do nguyên nhân khách quan và đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khắc phục. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại